Hoa hậu Thu Hoài đau đớn báo tin tang sự, Phương Mỹ Chi, Thanh Thảo và cả showbiz bàng hoàng. Rạng sáng ngày 3 tháng 1, trên Facebook của mình, Hoa hậu Thu Hoài đăng tải dòng trạng thái khiến cộng đồng mạng chú ý. Qua đó, cô cho biết vào ngày cuối cùng của năm 2021, cô nhận được điện thoại người cậu ruột của mình đã ra đi. Ngay sau đó, em gái của Thu Hoài cũng ra đi sau khi bệnh viện ở Mỹ trả về. Ngày cuối cùng của năm, nhận được cú điện thoại báo cậu ruột vừa mới mất. Chị mới ít ngày trước thôi, đứa em gái tôi thương và cũng thương tôi nhất bị bệnh viện Mỹ trả về nhà. Bảo em tôi chỉ còn một tuần để sống, Thu Hoài đau đớn chia sẻ. Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè, người hâm mộ cũng gửi lời chia buồn đến Thu Hoài. Qua đó, loạt sao Việt như ca sĩ Phương Mỹ Chi, Thanh Thảo, nam diễn viên Quang Minh, nhà thiết kế Trung Thanh Phong, Hoàng Cu cũng đã gửi lời chia buồn và động viên đến Thu Hoài. Thời gian gần đây, Hoa hậu Thu Hoài cùng ông xã doanh nhân trở về Việt Nam để làm việc. Cô nổi tiếng với tình trường của mình trong suốt một thời gian qua. Hoa hậu Thu Hoài từng khẳng định cô chưa từng kết hôn nên không thể gọi là bốn đời chồng. Người đàn ông đầu tiên cô chung sống hơn một năm, người thứ hai được 4 năm, người thứ ba đồng hành 18 năm và người thứ tư đến thời điểm hiện tại đã quen được 4 năm. Hoa hậu Thu Hoài từng cực khổ khi vừa phải chịu áp lực kiếm tiền, vừa phải đảm bảo chu toàn mọi việc trong gia đình, lo cho con cái. Sau ba cuộc tình đổ vỡ, Thu Hoài quen Tống Chí, người đàn ông kém cô 10 tuổi suốt 7 năm qua. Cô cho biết cần một người có trách nhiệm, có công việc bình thường và là người đàn ông của gia đình. Thu Hoài không phủ nhận việc bản thân có tiền nên không cần một người đàn ông giàu có. Cô yêu Tống Chí dù kém tuổi vì cho rằng đàn ông nhỏ tuổi thì họ vô tư hơn, suy nghĩ tích cực, dám làm và dám nhận lỗi. Đó cũng là lý do mà nhiều phụ nữ thành đạt quen đàn ông nhỏ tuổi.